Còn tới giờ rẻ rồi nhưng mà còn rất là nhiều khán giả mua vé các bạn. Phải nói là trận đấu này rất là hot, trận đấu này rất là hot các bạn. Còn rất nhiều người mua vé. À, hồi nãy giờ mình đứng ở đây mình xem như thế nào thì rất là đông người. Rất là đông người đến sân Quy Nhơn. Rất là tuyệt vời các bạn. Đây, bây giờ ban tổ chức phải mở thêm một cửa bán vé trong này nữa để mà giải quyết khi mà trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Đây các bạn, vào tận trong này mua luôn này. Em ơi anh. Vâng, 6 giờ rồi mà cũng còn đông người vào sân động các bạn. Còn đông người lâu lắm rồi mới có một trận mình cảm thấy là khán giả đông như thế này. Vâng, trận đấu đã bắt đầu rồi nhưng mà ở ngoài cổng thì vé vẫn còn bán các bạn. Rất là khủng khiếp luôn, rất là khủng khiếp. Lâu lắm rồi ở sân Quy Nhơn mới có một trận đấu như thế này. Thọ cũng đây các bạn, mua một cái vé để vào sân cô dù đội bóng. Mình bây giờ thì không có đi theo diện vé mời vé ấy nữa, mình mua hẳn các bạn nha, ủng hộ đội bóng. Ok, nãy giờ là chưa vào sân, đứng ở ngoài đây để xem cổ động viên các bạn. Cổ động viên quá đông đây. Trận đấu ở đây thì có truyền hình trực tiếp của trên FPT các bạn. Thì dĩ nhiên FPT họ sẽ thuê đơn vị là BTV, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định trực tiếp các bạn. Vâng. Hồi nãy coi thì các bạn bán vé thì vé A2 hết, A3 còn. A2, A3 là hai cái khán đài nằm bên khán đài chính các bạn, A1. Đấy, ở ngoài sân thì các hoạt động như là dạy võ ở sân Quy Nhơn rất là đông các bạn. Đây là cổng A4 này. Ở góc C10 này thì các bạn cũng có thể thấy là lắc phắc cờ của đội Nam Định. Vâng, cái khu vực dạy võ ở ngoài sân động các bạn. Vâng, phía sau thì sân tennis diễn ra sau. Ở đây thì mình quay cho các bạn xem nhiều lần rồi. Ở bên này thì có hồ bơi các bạn. Đây, vào cổng C. Vâng, vào trong. Cổ động viên Nam Định nằm ngồi ở khán đài C10. Đây. Cũng không có quá đông khán giả các bạn.
các bạn. Lâu lắm rồi mình mới xem hết một trận đấu trên khán đài Vũ Sân Quy Nhơn. Rồi chúc mừng các cầu thủ Bình Định đã chiến thắng 2-1 trước các cầu thủ đang dẫn đầu các đội bóng đang dẫn đầu là Thép Xanh Nam Định các bạn. Rất là vui luôn. Đây. Khán giả ra đây về rất là vui. Hôm nay cũng rất là nhiều trận thì mình thấy khán giả đến sân Quy Nhơn tương đối đông. Khoảng chừng 8.000 các bạn, còn chừng 8.000 khán giả. Vâng, cổ động viên Nam Định. Vâng, thắng gì thì thắng trên sân nhà vẫn rất là vui các bạn. Thắng trên sân nhà Quy Nhơn sẽ rất là vui. Mọi người khán giả coi như là có quà đầu năm. Sau trận đấu này thì giữa tuần sẽ tiếp tục vòng thứ 1. Bình Định sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh làm khách câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Vâng, rất là vui luôn. Khán giả ra về vui vẻ và trật tự các bạn.